Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người đến video tiếp theo trên kênh của mình. Thì video ngày hôm nay mình sẽ làm một cái clip để giải thích mọi người là cái vấn đề mà khi mọi người hay nghe mình nói là vì sao mua chim là phải biết gốc, gốc gác của nó ở đâu, người chăm nó như thế nào. Để chi mọi người, tại vì nhiều người khi mà thấy mình bán chim thì hay so chim của mình với lại chim ngoài tiệm. Đấy thì tất nhiên là cái chuyện đấy thì nhiều người mới thì họ sẽ có hay cái so sánh như thế. Tuy nhiên ở đây cho những ai mà muốn tìm hiểu về loại chim này thì mình xin nói lại, đó chính là cái dòng húc mật nó là một cái dòng chuyên biệt, chứ nó không có giống như là các loại khác. Nghĩa là có những cái loại chim nó dễ nuôi, kiểu con gì bắt vô cũng có thể cho vào cám rồi nuôi sống bình thường được. Tuy nhiên húc mật nha, nó có ba cái vòng lựa chọn của chim húc mật riêng. Đầu tiên là cái vòng là đi bẫy. Đi bẫy mọi người có biết là người ta bẫy keo hay là bẫy lục hay không? Đấy là vòng lựa thứ một, thứ nhất. Thứ hai là người ta vào cám trong bao nhiêu ngày, vào cám nhanh hay là vào cám chậm, người ta cái tay nghề vào cám người ta đã thuần thục hay chưa. Đấy là vấn đề thứ hai mà cần lưu ý. Và vấn đề thứ ba đó chính là cái con chim mà mọi người mua nó có phù hợp trong cái môi trường nuôi nhốt hay không. Tại vì chim húc mật nó còn một cái vấn đề nữa, đó chính là cái việc mà mọi người thấy nó ở ngoài tự nhiên khỏe mạnh sờn sơ là một cái việc khác, còn bắt vào cám xong rồi nuôi một thời gian nó có phù hợp với cái môi trường nuôi nhốt hay không là một cái chuyện khác nữa. Tuy nhiên cái này thì nhiều người thì mới chơi thường rất là hay bị bỏ sót qua những cái vấn đề này, cho nên mình mới nói là mua chim mà không có biết nguồn gốc của nó, hầu như mua về vài hôm nuôi là dần dần nó xù, dần nó chết. Đấy là cái lý do mọi người nuôi hay bị chết là như vậy. Tại vì chẳng hạn như người ta mới có lọc qua một hai vòng thôi thì làm sao, hoặc là chim mà dạng mà mới quá thì làm sao mọi người biết là con chim đó nó có phù hợp trong cái môi trường nuôi nhốt hay không. Đấy thì ở video ngày hôm nay mình sẽ quay cho mọi người ngoài cái việc mà nói ra những cái điều cần lưu ý khi mà biết cái gốc gác của con chim đấy từ đâu mà ra, thì mình cũng thị phạm cho mọi người xem một cái bữa mà thả chim của mình. Tại vì nhiều người lại nghĩ là bắt con nào vô là nuôi được con đó, đúng không? Nhưng mà không phải đâu. Mình lọc đến vòng thứ ba, nghĩa là vòng những cái con chim nó không phù hợp trong cái môi trường nuôi nhốt thì mình sẽ thả ra. Đây là một cái điều mình rất là ít khi mà mình quay video lên để cho mọi người xem. Tuy nhiên là thợ thầy nuôi chim ở đây thì hàng ngày vẫn thả những con chim nó không có phù hợp trong cái môi trường nuôi nhốt, vẫn phải thả ra đều mọi người ạ. Đều tay luôn, ngày nào cũng có thả chứ không phải không, để mình lọc ra những con nó có thể nuôi được. Chứ mua chim về mà nuôi không được thì mua làm gì? Không, trong khi đó mà người nuôi ở đây mà nuôi những cái con chim nó không phù hợp để nuôi nhốt thì cũng không có hứng để nuôi. Đấy, cho cái cách nuôi chim của mình ở đây là như thế. Chim ăn cám hạt đàng hoàng, nhưng mà dạng nuôi càng ngày nó càng ốm yếu đi ấy, thì những con đó nó không phù hợp nuôi nhốt rồi, hoặc là nó không phù hợp với lại cám. Thì đây cũng là một câu trả lời cho những ai mà hay có thắc mắc là chim mà vào cám rồi mà nó ốm quá thì sao, thì thả mọi người. Tin không? Đây mình thả cho mọi người xem nha. Rồi, chim thì tất nhiên là cái chuyện thả chim đối với những mà người nuôi húc mật là cái chuyện thường ngày ở huyện rồi, nó không còn gì có mới lạ nữa. Nhưng mà đây mình thả cho những người mà mới nuôi chim biết là không phải con nào bẫy vô ăn cám hạt rồi cũng có thể nuôi được. Rồi, đầu tiên hai ứng cử viên đầu tiên là mình sẽ thả trong ngày hôm nay là hai con ngoài đây. Đây này. À, những con chim khỏe mạnh mọi người mua về mà nó nhảy nhiều vậy mọi người mừng đi. Mừng đi chứ đừng có lo, đừng có sự kêu nó nhát. Nhát thì con nào mới nuôi mà nó chả nhát, đúng không? Sợ những cái con nó đứng im kìa. Đó, mọi người thấy nó gắp cám hạt nó ăn không? Con này gắp cám hạt ăn này. Nhưng không được, không nuôi nhốt được. Rồi, hai ứng cử viên đầu tiên thả ra này. Đó. Là con này. Những cái dạng chim này mọi người thấy nó bình thường không? Này, đuôi cắm đầy đủ. Nè. Thấy nó bình thường không?
nhưng mà nó không được mọi người ạ, tại vì thời gian đã trải qua cả tháng nuôi nhốt rồi mà nó không có khỏe mạnh đấy, không ôm lông ấy, thì mình phải thả nó đi mọi người. Thả như này thì cái sức khỏe của nó vẫn đảm bảo để ra ngoài tự nhiên nó vẫn ăn uống bình thường, chứ nó không có bị, mình không có thả chi mà mình đợi tới hồi mà nó bay không nổi mình mới thả. Thả đấy thì cũng như không, sẽ cho nó ra đường cửa này thôi. Đó, một hồi nó bay đi mất rồi mọi người, hồi nó bay cả con này nữa này, hồi nó ra ngoài cửa nó bay mất. Mấy con này nó nuôi nuôi nhốt nó không được đấy. Chim ấy mà sau khi một thời gian đấy mọi người nuôi ấy, mọi người rờ vào cái ngắn của nó này, rờ vào cái bụng này của nó, hoặc là giơ lên thổi này, thổi cái chỗ này mà nó có mỗi xương không ấy, thì mọi người thả luôn đi cho rồi, chứ đừng có nuôi. Tại vì mấy cái con này dạng mà nuôi càng ốm ấy. Đấy. Nó rất là đẹp nha mọi người, chứ nó không phải là xấu gì mà mình thả đâu nha. Đấy, mặt mũi bình thường chứ không phải gì mà mình thả đâu. Không. Nó còn bay được tốt luôn á. Đó. Không. Thả để cho chim mình nó chơi lúc đi rồi tự nó bay đi ấy mà. Rồi, tiếp theo. Rồi, con tiếp theo mọi người. Con này cũng là dạng người chim ốm này. Không. Ốm nó không ôm lông. Đấy, con này con bổi. Đó, bay luôn. Rồi con tiếp theo mọi người, con này cũng đẹp không? Chuyền này đẹp ghê này. Mà ốm mình vẫn thả nhé. Không, chuyền đẹp không? Thả thả. À. Rồi con tiếp theo. Nó cũng rất là đẹp ha. Chuyền này đẹp không? Sau khi nuôi vào cám được một thời gian thì nó không có ôm mọi người. Con nào nó ôm mà, còn con nào nó không ôm là không được đâu. Ít ra nó cũng phải đạt tầm khoảng 80% thì mới bán được, chứ nếu mà cái dạng mà ôm khoảng 50% hay gì thua, không ăn thua. Đó. Đó. Bởi nhiều người mua chim về mà thấy nó ăn rớt cám quá thì than kêu là trời ơi sao chim thì nó ăn cám nó rơi quá, trời ơi phải mong nó rơi mọi người, nó rơi nhiều nó mới là nó ăn nhiều ấy. Còn mấy cái con mà dạng mà nó ăn rơi được một hai hột yếu xìu nuôi gì, mình còn cầu cho nó nhảy nhiều nó ăn nhiều, mình nuôi cho nó mấy con đó mới nó mới khỏe đấy. Này tiếp theo con bội này, chim nó thả ra cái dàn chim nó kêu nhoi trơn. Không? Đẹp không? Đẹp không đẹp? Đấy mọi người thử ra ngoài mấy cái tiệm nó người ta dám thả mấy con này không? Ôi, nhưng mà họ họ để họ bán mọi người rẻ, họ bán rẻ nhưng mà về nuôi đâu được, nuôi cũng thả. Nuôi mấy này đâu được đâu mà nuôi nó ốm lần mà. Nó ốm lần. Rồi đấy thì qua cái video này thì cái thông điệp mình gửi đến mọi người đó chính là cái con chim hút mật ấy. Khi mà mình bắt vô mình nuôi trong cái môi trường nuôi nhốt ấy, thì nó là một cái vấn đề khác nha mọi người. Một con chim mà ở ngoài tự nhiên ấy, nó hót nhiều cỡ nào, nó sung cỡ nào thì đấy là cái việc nó ở ngoài tự nhiên nó chơi là khác. Mình chỉ có dựa vào đó mình thấy là con đấy ở ngoài tự nhiên nó cũng đã chơi như thế rồi thôi. Đấy là một phần thôi mọi người. Còn cái quan trọng là sao? Khi mà mình bắt vô này, rồi mình vào cám trong thời gian bao lâu, con đó nó có thích nghi dễ không, rồi nuôi một thời gian đó, nó có ôm lông không, nó mập không, đấy mới là cái vấn đề mọi người đáng lưu tâm, chứ không phải là nuôi vô rồi nó có nó gì sao mà mấy ngày rồi nó chưa hót, cái đấy chưa chưa có cần thiết. Quan trọng nhất của việc nuôi một con hút mật chính là phải làm sao nuôi cho nó mập mạp, nó khỏe mạnh, nó mới là quan trọng nhất. Hễ mà nó khỏe thì lông nó bóng mượt, hễ mà nó khỏe thì nó ôm lông, mà hễ mà nó khỏe thì nó mau hót. Đấy mới là cái vấn đề mọi người cần lưu tâm, chứ không phải là
cứ nuôi vài hôm nó không hót thì kêu là sao mà nó không hót. Đừng cái đấy chưa cần nghĩ tới đâu. Muốn chim hút mật đấy mà mọi người nuôi dạng mà cho nó ngon lành đàng hoàng ấy, thì cứ phải tầm từ 6 tháng đổ lên. Thì đó, một nuôi một con chim đó là cả một quá trình, chứ không phải là nuôi 1-2 hôm, 2-3 hôm, mà mình phải tuyển lọc ra từ cái lúc mà bẫy về vào cám, rồi nuôi một thời gian nó có ăn hạt, rồi xong nó có ôm lông khỏe mạnh hay không. Đấy, đấy mới là một cái quá trình tuyển lựa rồi xuất ra một con chim hút mật, nó là như thế. Thì qua video này hy vọng là mọi người cũng sẽ hiểu hơn về cái công việc hay là những cái cách mà mình tuyển lựa chim của mình ha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn mọi người những video lần sau.